thể sở hữu một làn da căng bóng, mịn màng và hồng hào thì chắc chắn là niềm ao ước của rất nhiều người. Vì thế rất nhiều chị em đã bỏ những số tiền không hề nhỏ và để đầu tư vào các loại mỹ phẩm đắt đỏ. Tuy nhiên là không phải ai cũng đạt được kết quả như mong muốn. Và vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Bởi những lợi ích quan trọng của việc chăm sóc da, nên không ít chị em phụ nữ thường có quan điểm phải dùng mỹ phẩm hàng hiệu hay các sản phẩm dưỡng da đắt tiền mới đem lại hiệu quả cao và chất lượng tốt. Chị thấy rằng sử dụng những sản phẩm đắt tiền á, thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Tất nhiên là bây giờ thì có rất là nhiều sản phẩm rẻ cũng có mà mắc cũng có, nó phù hợp với lại da và phù hợp với lại cái túi tiền của mình. Thì thường những cái sản phẩm đắt tiền á, thường nó sẽ có những cái công nghệ nó mới hơn và nó sẽ hiệu quả hơn những cái sản phẩm giá bình dân. Thưa quý vị, với việc làm đẹp thì chắc chắn là luôn luôn có rất là nhiều quan điểm khác nhau và một vài ý kiến trên cũng là một điển hình. Và ngay bây giờ thì chúng ta lại cùng được gặp gỡ với một chuyên gia trong lĩnh vực này để có thể tìm hiểu. Thì chị có thể chia sẻ quan điểm của mình về những cái ý kiến được cho rằng là mỹ phẩm đắt tiền sẽ có hiệu quả nhiều hơn những loại mỹ phẩm bình dân. Thật ra mỹ phẩm đắt tiền hay mỹ phẩm rẻ tiền nó không quan trọng bằng mình lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Đó là cái việc mà quan trọng hơn. Vì mình khi mình lựa chọn sản phẩm không phù hợp với làn da của mình thì có đắt tiền nó cũng sẽ không hiệu quả. Dạ vâng. Vâng, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da cho các chị em tư vấn những cái sản phẩm tốt thì chị thấy rằng là cái việc là chị em hay mắc phải những cái sai lầm nào khi mà chăm sóc da, khi dưỡng da để cho da ngày càng tệ đi ạ? Thì thường thường á, những chị em mà cái chăm sóc da mà thấy da mình càng ngày càng xấu đi á, là thường thường là mình không có hiểu về làn da của mình mà mình mua sản phẩm theo review, thấy bạn mình xài đẹp là mình mua thôi, chứ mình không biết là nó có phù hợp với làn da của mình hay không. Và nhiều chị em là chăm sóc da không đúng cách, tức là mình có chăm sóc da, mình có thoa kem dưỡng nhưng mình lại không dùng chống nắng, và mình dùng chống nắng nhưng mình lại không tẩy trang. Đó là những cái nguyên nhân làm cho cái da của mình càng ngày càng trở nên là xấu đi. Rõ ràng rằng là cái việc mà chúng ta dùng mỹ phẩm chăm sóc da thì không phải là chỉ việc bôi, việc thoa và việc tẩy đi, mà còn có những cái cách bảo quản như thế nào đó để cho những cái mỹ phẩm chúng ta có thể giữ được cái chất lượng, như giống như cái việc mà chúng ta bảo quản đồ ăn, đúng không chị Phương? Thật ra là cái việc dưỡng da nó quan trọng thì cái việc bảo quản mỹ phẩm nó cũng không kém phần quan trọng. Tại vì nếu mình bảo quản một cái sản phẩm mỹ phẩm mình tốt á, thì mình sẽ tăng cái hiệu quả của sản phẩm mình dùng. Nên thường thường là để bảo quản mỹ phẩm tốt thì mình nên là để mỹ phẩm của mình trong cái môi trường khô thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp. Và đặc biệt là mình phải vệ sinh, ví dụ như là khi mình sử dụng những sản phẩm dưỡng mà có dính vào những cái vỏ hộp thì mình phải vệ sinh sạch sẽ. Mình có thể dùng những cái cồn mình lau ngoài cái vỏ hộp đi. Và các bạn cũng có thể là khi mình dùng kem dưỡng thì mình phải dùng những cái muỗng chuyên biệt riêng, chứ mình không có dùng tay để sử dụng thì nó tránh nhiễm khuẩn cho cái kem, nó giảm kém chất lượng. Và những cái mỹ phẩm như là tinh chất C thì mình nên bảo quản vào trong ngăn mát tủ lạnh để nó giữ được cái chất lượng của sản phẩm. Dạ vâng, thì chị thấy là các chị em thì thường có những cái sai lầm nào khi mà bảo quản mỹ phẩm nhỉ? Thường thì đối với hàng trang điểm thì mọi người hay có thói quen là bỏ vào trong cốp xe. Thì như vậy cái sức nóng như vậy thì nó sẽ làm giảm đi chất lượng cũng như chảy son. Còn về dưỡng da thì mọi người hay là không làm sạch da trước khi sử dụng mỹ phẩm. Thì đây là cũng chính là cái nguyên nhân mà gây cái da của mình viêm nhiễm, và đồng thời cái kem nó cũng cái sản phẩm dưỡng của mình nó giảm tác dụng đi. Môi trường ẩm ướt nên rất là dễ phát sinh vi khuẩn, nên mình để trong nhà tắm là nó không phù hợp, mà mình nên để trong như là phòng ngủ là cái điều kiện mà chị thấy nó phù hợp nhất. Tại vì ở trong phòng ngủ thì của mình thì ánh sáng cũng vừa phải và nó mát hơn những cái phòng khác, nên là thường thường mình sẽ cất mỹ phẩm vào trong phòng ngủ là hợp lý nhất. Có thể hướng dẫn cho các quý vị khán giả đang xem đài một vài những cái quy trình có thể dưỡng da cơ bản để có thể đẹp và cũng như là thích hợp với thời tiết của Bà Rịa Vũng Tàu. Để lưu giữ nét thanh xuân thì chị em mình nên chăm sóc da hàng ngày. Thì việc chăm sóc da hàng ngày của mình rất là quan trọng, giống như mình uống nước vậy đó. Thì buổi sáng mình ngủ dậy thì mình phải làm sạch da bằng sữa rửa mặt, mình dưỡng da,
và mình thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài để cho da mình nó không bị sạm nám. Và buổi tối về thì mình nên là tẩy trang làm sạch da đi, rồi mình theo những cái chu trình dưỡng da như là mình đã biết cách. Cái buổi tối thì các chị có thể là lau nước hoa hồng nè, lau nước hoa hồng hay còn gọi là nước cân bằng da á, giúp cho bổ sung độ ẩm cho làn da của mình. Sau đó mình dùng tinh chất và sữa dưỡng, kem mắt và kem đêm để mình một cái hàng rào bảo vệ da, khóa ẩm lại cho làn da của mình. Và các chị kết hợp vài động tác massage mặt, massage mắt để cho cái đường nét khuôn mặt của mình nó thon gọn hơn ha. Và một tuần thì mình giống như là mình cho da của mình đi thư giãn, đi relax một lần, thì các chị có thể là mình đi tới những spa mình chăm sóc da cơ bản, là mình thải độc da, massage xông hơi, hút nhờn mụn để cho cái làn da của mình được thải độc, được sạch sâu. Vì lúc đó mình về mình sử dụng sản phẩm dưỡng nó sẽ có hiệu quả hơn. Thì chắc chắn nếu mà mình tuân thủ những tất cả những cái điều kiện đó thì làn da của mình càng ngày càng trở nên đẹp. Có nhiều chị em hỏi là mình có thể đi massage 2-3 lần một tuần được không, thì cái đó là Phương trả lời luôn là không. Tại vì khi mình tác động cái massage nhiều thì nó làm cho cái chảy xệ cái khuôn mặt của mình, nên mình không nên chăm sóc, mình không nên tác động nhiều, mà mình chỉ nên duy trì một tuần một lần là đi spa thôi. Còn lại mình có thể ở nhà mình những cái động tác thoa kem để mình tăng cái khả năng thẩm thấu vào da thôi. Cái yếu tố nào để nhận định một làn da khỏe đẹp ạ? Một làn da khỏe đẹp là một làn da phải đều màu. Trước nhất nó phải đều màu. Mình không, mỗi người sinh ra có một cái cơ địa, có một làn màu da khác nhau. Mình làm sao mà giữ được cái làn da của mình nó là đúng cái làn da nguyên thủy của mình, tức là nó đều màu và săn chắc và nó không có bị mụn là da đẹp. Thưa quý vị, ngoài việc chăm sóc da mặt thì chị em đừng quên những vùng da khác trên cơ thể cũng cần được bảo vệ, như là da cổ, da tay hay những vùng da nhạy cảm khác. Và bên cạnh đó thì thời tiết cũng là một yếu tố có thể gây ảnh hưởng, tổn thương cho da, đặc biệt là khi trời se lạnh, ẩm ướt. Và bên cạnh đó thì làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ cho da chúng ta luôn trong trạng thái khỏe, đẹp? Chúng ta hãy cùng tham khảo một số cách sau đây nhé. 1. Bảo vệ da khỏi nấm mốc. Thời tiết ẩm ướt trong mùa mưa chính là một trong những nguyên nhân làm da bị nhiễm khuẩn nấm mốc. Những khu vực có độ ẩm cao như ở các kẽ ngón chân, nách hay vùng bẹn chính là môi trường lý tưởng để nấm sinh sôi, phát triển. Để chăm sóc da trong trường hợp đã bị nấm tấn công, chúng ta nên tắm bằng xà phòng diệt khuẩn và thoa bột phấn kháng khuẩn sau khi tắm. Cố gắng tránh để da ướt trong thời gian dài và cần tắm nước ấm sau khi đi mưa về. 2. Chú ý đến nước hoa hồng. Bên cạnh đó, môi trường ẩm và ướt của mùa mưa là điều kiện thuận lợi để những loại vi khuẩn tồn tại trong nước và không khí tự do hoạt động. Việc trang bị một lọ nước hoa hồng kháng khuẩn có chất lượng tốt chính là một sự đầu tư khôn ngoan để bạn ngăn ngừa việc da bị nhiễm khuẩn và nổi mụn. 3. Dưỡng ẩm cho da. Không chỉ dễ làm phát sinh các loại vi khuẩn nấm mốc, thời tiết ẩm ướt còn gây mất nước cho da khô và gây nhờn ở da dầu. Do đó, nếu thường xuyên phải ra ngoài, bạn cần chọn loại sữa dưỡng ẩm không chứa nước để tăng cường độ ẩm và tẩy tế bào chết cho da khô. Bạn có thể sử dụng cám gạo hoặc hạt hạnh nhân nghiền nát trộn với sữa hoặc sữa chua thoa lên mặt 2 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, cần chú ý là không áp dụng phương pháp này đối với da nhạy cảm. 4. Giữ cho da khô ráo. Nấm là một trong những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng lâu dài cho làn da. Một khi da bạn mắc phải những triệu chứng về nấm, thì việc chữa trị rất mất thời gian và tốn kém. Hãy luôn chuẩn bị giấy thấm dầu, giúp cho da luôn khô thoáng. Luôn mang theo máy sấy để hong khô tóc, vì nước mưa vương trên tóc sẽ là điều kiện cho nấm phát triển trên da bạn. 5. Không trang điểm quá đậm. Bí quyết làm đẹp tốt nhất và quan trọng nhất đối với phụ nữ khi chăm sóc da trong mùa mưa chính là không trang điểm quá đậm, không được dùng khăn lông chà sát lên da mặt khi lau khô. Điều này có thể làm cho các sắc tố trên da xuất hiện nhiều và đậm màu hơn. Không sử dụng những mỹ phẩm quá cô đặc như kem dưỡng ẩm có độ cô đặc cao, phấn nền chứa chất dầu hay phấn mắt dạng kem. 6. Tránh xa các chất kích thích. Ăn uống lành mạnh. Một chế độ ăn uống lành mạnh với đầy đủ dưỡng chất, cộng với việc uống đủ lượng nước cơ thể cần mỗi ngày, luôn là một bí kíp đơn giản và hiệu quả nhất cho những ai muốn duy trì một làn da đẹp. Bên cạnh đó, bạn cần ngủ đủ giấc để đôi mắt không bị quầng thâm. Ngủ cũng là khoảng thời gian cần thiết để da tái tạo
và sản sinh ra những tế bào mới, khôi phục lại vẻ tươi trẻ cho da. Và tới đây thì thời lượng của chương trình Câu chuyện tiêu dùng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.